Hello nha, chào mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Từ Từ Đường Phố đây. Rất vui khi gặp lại mọi người nha. Chúc mọi người những phút giây thoải mái và thư giãn xem clip của mình. Anh em thấy hãy nhớ like, subscribe, chia sẻ video và nhớ đăng ký kênh để chuông thông báo nhận được cho mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi bắt đầu video thì xin cảm ơn 1600 bạn đã đăng ký kênh của mình nha và tất cả anh em đang xem video của mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật là vui mừng khi đi làm về và nhìn thấy kênh đã đạt được 1600 người đăng ký. Không có điều gì vui mừng hơn đó là khi kênh phát triển và được anh em ủng hộ. Thật sự rất là vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thật sự rất là cảm ơn. Và ra về đây event thì ngày mai mới công bố nha anh em. Chiều mai công bố event anh em thì tranh thủ thời gian chiều mai đến live xem video chưa công bố event của mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi bắt đầu video hôm nay thì chúc anh em buổi trưa ăn cơm ngon miệng và xem video mình một cách vui vẻ và thoải mái nhất nha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ bên công việc hơi bận rộn, làm việc về hơi muộn anh em. Bây giờ mới làm về nên giờ mới vào làm video anh em xem được, có gì anh em thông cảm nhá. Trời thì đang mưa rất là to nên là mình nói hơi to và nói hơi nhanh, có gì anh em nghe thông cảm. À, đùa thôi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu điểm qua event cuối tuần này xem có những gì rực rỡ nha anh em nha. Đầu tiên đấy là gì xét tính cách này. Bữa nay nó hay cho nha anh em, thường xuyên luôn. Thì xét tính cách khá là lợi. Tiếp theo đến lập tiền lên server anh em. Đã đua Uncha nha anh em nha. Tuần này không biết là sẽ là bạn nào đây. Hiện giờ đang là TVNMH server 113-17 anh em. Đã lạp vào 30k rồi nha, rất là gắt. Xem bác TK đồ mấy anh em đã lên nạp chưa. Bây giờ đa số toàn anh em top mới đua thôi chứ top cũ thì chắc ít. S1 có này, 7 sen re này. Nhưng mà nạp khá là ít. Khá là gắt khi mà nhìn thấy top 1, top 12 đấy anh em này. Nó ăn còn dưới top dưới ăn còn đang chơi rất là nhiều. Tiếp theo là đến event đổi nha. Tuần này thì đang đổ có cháu Indugon này anh em này. Con rồng rất là mạnh và bá 2k mạnh thường. Tiếp theo là cặp Black White Gram cộng hưởng với anh em phải đổ ra tầm gần 5k một con anh em, gần 5k bánh tép một con. Có được cả cặp bá chủ Black White Gram anh em và đổ cả linh kiện để lên đồ cho mấy em nó luôn. Khá là căng tay anh nhỉ. 56 30 là 100 là 300 mấy mà vậy là vừa đủ anh em. Vậy là mất bao nhiêu bánh tét nào? 10 là vào 600 cái bánh tét anh em, 600 cái bánh tét để đổi đủ cặp Black White Gram này. Căng tay gớm. Ngoài ra ở đây có cả đồ cặp Ultra đó anh em. Bê vui nhìn ra một phát đồ toàn bộ luôn. Rất là phê. Heaven bàn quay đây, bàn quay kim cương lại trở lại nha anh em. Với mốc đỉnh điểm là 95-94k kim cương đó. Nó lại trở lại rồi. Giờ nó dừng lại chỗ 10k thì phê. Ô 1k anh em. Ngọt nước. Thơm nước ngọt phổi này. Được 1k kim cương ngon này. Heaven quà. Bữa nay nó bán DNA anh em. Anh em có nhận không? Bữa nay nó bán đồ nhưng không bày bán DNA nha. Nó bán DNA thì rất là ngon. Nó bán đồ lên cặp Black nhưng mà không có bán DNA thì cũng hơi là bỏ tay cho các dân chơi rồi. Quả hot tuần này 5 ngày sẽ nhận được Archan nha anh em nhá. Bet cũng khá là ngon mà chơi rất là mạnh. Càng đánh càng trâu anh em. Con này nó có cái khâu kill là hồi 4 lần giờ xuất trận là tăng 500 đam crit thì như là 10 lần phải. Bữa mình review 1 lần rồi. Con này là khá là khỏe và mạnh luôn. Anh em nào mình nghĩ anh em nên nạp vào lấy nhá. Hồi trước mình ở cú mình đã nạp lấy rồi nhưng mà giờ bán rồi. Buồn quá, thôi khỏi nói đấy anh em. Evan, quả VIP nè. Nạp tiền trên cò hot tuần này vẫn là đang bánh test và anh em. Bữa nay bánh test thấy nhiều anh em cơ bản nạp hơi đắt 7k thế nào được 201 này, 200 dưới, 207, 300. Và được 310 cái bánh test cũng hơi đắt anh em, 7k kim cương được 310 bánh test không bị hơi đắt thật. X10 Red Room nha anh em nhá. Úi trời ơi Red Room này. Có anh em nào hứng thú không? Đưa đây mình rút cho. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. tiêu phí tuần này thì có đá bí ẩn và bánh tét nhá. Bữa nay nói có cho tiêu phí cũng được bánh tét cũng khá là ok cho anh em. Vậy là chúng ta đã điểm qua hàng loạt sự kiện event cuối tuần này rồi anh em. Rất là nhiều sự kiện hot luôn. Mình nghĩ anh em nên chơi. Và giờ thì chúng ta lại đang có thời gian rảnh. Ta lại đi review cháu bé nào nha. Tuần này hôm nay sẽ review cháu đeo xích anh em. Đấy, mình rất là đau buồn với anh em khi báo cho anh em một tin là review nó hơi bị chặt nha. Đấy ở đây chỉ có hai cái thôi, đó là dạng phòng ngự và dòng tấn công thôi. Chứ hàng này lại không có dạng speed của em nó nha mọi người. Rất là đau thương. Đấy, không có dạng speed luôn. Rất là buồn. Mình đi kiếm từ sáng giờ là trong túi đồ này anh em này. Túi cũng không còn dương. À đây hàng còn dương này. Ô ra không phải, không có rồi anh em. Chúng ta được cái speed rồi em nói ở đây thì cũng vớ mồm. Cái nào có rồi anh em, thế chúng ta sẽ review hai dạng của em nó đó, dạng tấn công nhá.
Đấy, hiện giờ nó đang ra dạng tấn công. Con này thì có nó rất là hay, đeo dạng nào thì chuyển thành dạng đấy anh em. Đây, đeo dạng phòng ngự này, đấy, khác ngay. Đó. Và khi cởi ra không đeo thì nó khác nha mọi người. Đấy, đeo xích là nó có rất là nhiều hệ, nhìn rất là hay. Đây là khi em nó không đeo gì hết. Đó, đây khi không đeo nha mọi người nha. Mình sẽ để dành dạng không đeo này với cả dạng phòng speed để hôm sau mình review anh em nha. Hôm nay sẽ review dạng tấn công cũng như là dạng phòng thủ của em nó. Giờ đầu tiên thì mình sẽ mang cho em nó dạng phòng thủ trước. Đây, đây là dạng phòng thủ của cháu nó. Đấy, anh em này chưa ngưỡng. Ồ, khá là hay nha. Giờ ta điểm qua skill cho nó nhé anh em. Đồ tại là tăng crit, ARM, def và speed cho bản thân anh em. Mục tiêu hay đánh anh em, tạo sát thương hay đánh hút 100% crit của mục tiêu chuyển thành hiệu quả cho bản thân anh em. Mục tiêu nữa là kill sẽ siêu, tạo tất cả bút bất nợ cho bản thân và tăng 300 crit. Sau đó là lead ARM vào wow, Ganage, mục tiêu là siêu anh em. Ulti của nó là khi phe ta tấn công, tạo sát thương, phản đòn, tấn công kéo dài 2 hiệp anh em. Đây là bộ kỹ năng của dạng speed của em nó nha anh em nha. Dạng speed quên dạng tấn công phòng ngự nha. Đấy. Nên ulti nó khác, ta sẽ test dạng này trước với lực chiến của cháu nó là 1.7 triệu anh em. Học hành xem đầy đủ chưa đã. Đấy, biết ngay mà không kiểm tra là tí nữa vớ mồm nữa rồi. Học cho cái này cái hút máu nữa. Cái này nữa. Xem nào, liệu mình có hên không anh em? Liệu có hên không? Không hên rồi. Thử lại lần nữa xem liệu có hên không nha. Hên thì ngon. Đỡ một công học. Rồi, nói chuyện nào. Rồi, hết cái lành nha. Hết rồi. Rồi, thế này được rồi anh em. Số chờ rồi. Đó, skill học hành đầy đủ. Rồi, cũng ổn rồi anh em. 1.4 triệu nha. Mang hết linh kiện là được 1.7 triệu. Giờ mình sẽ đem đi test thử cháu nó xem là ở dạng nào của sợ đeo switch thì sẽ là mạnh nhất. Theo mình được biết thì là dạng tấn công. À, nhưng mà ra ta sẽ đi test thử thôi. Test thử không mất tiền là có thể test. Đánh với team 4 triệu à. 4 triệu ơi, căng tay anh em, đánh với 3 triệu thôi. Kiếm với team 3 triệu thôi. Đây, ta sẽ test thử với team 3 triệu 6 nhá. Team mang dạng tấn công xem và đánh với team 3 triệu 6 nữa. Và đi xem dạng tấn công nó có đổi skin không anh em. Ra trận nào. Đầu tiên là một hệ siêu anh em, xóa tất cả bút có lợi, tăng deep ARM các thứ các kiểu. Rồi sẽ là một kill đánh đơn thể thôi, nó không có kill nào đánh quần thể anh em. Một phát. Anh em từ từ nha, có gì nhắn tin mình sẽ trả lời sau. Một kill đánh anh em. Một nửa cây máu của ấy luôn. Khá là khỏe chứ không phải là yếu đâu nha anh em. Đấy, phòng thủ thì phòng thủ rất là khỏe luôn. Nói chung đeo xích thì từ xưa đến giờ chơi rất là lợi, nó đi theo team. Mình sẽ tấn công lên KQ Hatsus và KQ Game của đội bạn luôn. Chế độ là X2 thôi anh em. KQ Game. Giờ ta sẽ dùng ulti anh em nhá. Khi tấn công, khi phép ta tấn công, sát thương, phản đòn, kẻ địch, tấn công. Hay. Bút lên, tạo một bức tường. Đấy, chà vui nha. Phản đòn anh em. Chế là phản đòn nhá. Bút tăng này, tăng crit, tăng lít ARM. Giờ thì đấm phát nào đau phát đấy nha. Sau khi được bút lên này rồi thì nó đấm một phát nào thì đau phát đấy anh em. Kinh, một phát ngược cây máu của Assert luôn. Không thể đùa được. Lần này thì Assert sẽ phải làm xuống. Không thể nào đứng được nữa, Assert sẽ phải làm xuống. Còn lại KQG đang đứng trên trận. Đeo xích tiếp tục ulti một lượt nữa anh em. Và lao lên đấm một cái anh em đeo. Không có tâm, không có thốn thiết gì hết nha. Nhưng sau khi ta bút này tăng 30% credit cho bản thân. Đấy, cú đấm tiếp theo của đeo xích sẽ hoàn toàn khác với cú này anh em nhìn này. Đó, lửa cây máu. Khác, rất là khác hoàn toàn luôn. Bắt đầu đến giờ nó nhây rồi anh em. Chúng ta phải chơi với nó rồi. Phải chơi với nó rồi. Rồi, bút lên tiếp. Tăng deep crit cho bản thân. Lao lên tấn công một lần nữa. Bút lên để cho KQV nó sẽ tấn công mình và đợt tới nó sẽ trừ đam, tự phản sát thương anh em. Hạ đo ván, ô chưa đo ván được à? Đo ván thôi, kết thúc trận đấu tại đây. Ta sẽ đến được, tiếp tục đến được tấn công của cháu nó nhá. Chuyển trang dạng tấn công để xem nào.
Tao xích thì thật sự mình đánh rất là ít anh em. Hồi chưa có mấy anh em kêu review, mình từng review rằng bá chủ nó một lần. Nhưng mà thật sự giờ thì cũng chẳng có ai để review nữa rồi. Đấy, đến giờ review 3 hệ của cháu nó còn đang thiếu nòi mắt ra anh em. Đấy, ở đây chỉ có 2 hệ thôi. Rồi thì có cái gì ta review cái đấy anh em. Tiếp theo là chuyển sang hệ tấn công, bố ghép nhanh như này. Nên đeo vào 5 à. Đeo vào ngay, đeo vào 5. Đấy, răng dạng tấn công nó hoàn toàn khác nha anh em nha. Anh em này thấy này. Đấy, nhìn từ một con to đành này, một pháp rồi qua dạng tấn công ấy, nhìn gọn nhẹ, nhìn rất là đẹp trai và duyên dáng anh em. Đó, skin của cháu nó thay đổi hoàn toàn nha mọi người. Bắt đầu là hệ điện. Một kill nữa này, CEO cũng là tăng 50% crit luôn anh em, rất là trâu luôn. Tại sao thương hệ CEO và ulti này, CEO anh em thả xong bản thân giảm 300 crit, kéo dài 3 hiệp. Bút lên rồi mới giảm xuống thôi. Điều này đúng là điều không thể chống đối rồi. Giờ ta sẽ đã vào test lại cái trận đội lúc nãy nha mọi người. Có thể hôm nay mình nói hơi nhanh vì trời nó mưa nên mình phải nói to anh em, nên thành ra mình nói nhanh. Thật sự khi mình nói to là mình hay nói nhanh lắm anh em, thông cảm nha. 3.6 triệu vào làm trận thôi. Có thể sáng mai mình sẽ view nốt mấy hệ còn lại của cháu nó nha anh em nhá. Rồi anh em nào hứng thú thì comment phía dưới để mình biết được luôn. Đầu tiên thì Trinity phát kiên đã mọi người. Nó ném Q, nhìn Q nó khác hoàn toàn với lúc nãy nhá. Tất cả các Q luôn. Giờ đã xích chép bút lên, tăng 500 crit cũng như các thứ của bản thân anh em. Chỉ số crit lên 200 điểm, speed 13k, rất là trâu. Rồi giờ ta sẽ dùng một Q về điện. Xuống nửa cây. Thích không em? Thích không em? Aces và KQG đều là hệ nước anh em, nên là bị hệ điện tấn công rất là thốn nha. Rồi trước khi tấn công mình chắc phải bút lên cho MK nó một nhiệt nữa. Sát thương, nhận sát thương liên tục, bút lên tăng crit cũng như speed cho bản thân. Sau đó thì mình sẽ thả ulti vào Aces nha. Thì sau khi thả ulti sẽ trừ mất 300 crit thì mình vẫn còn 20%. Đó anh em nha, 201. Sau khi thả xong thì sẽ bị giảm. Đi luôn Aces. Mạnh hoàn toàn so với em phòng thủ lúc nãy anh em. Đấy, khả năng đánh đấm khác hoàn toàn luôn. Giờ thì KQG thì chắc chắn một hit rồi. Còn trụ được 2 hit à. Khỏe nha. Tăng crit lên. Chỉ số đã tăng rất là cao anh em. Một nộ ulti thì chắc chắn là đi. Nói chung mình nghe đồn em này là dạng tấn công rất là mạnh, nhưng mình rất là mạnh. Nói chung này mình mong sao có mọi anh ạ. Bạn nào đấy có arc này ở dạng bá chủ hoặc là dạng bình thường thì mình mượn review cho nó khỏe tay đấy anh em. Mình không nhớ nó mượn được trước bạn nào cho mình mượn, nhưng mà mình nhớ từng có mọi anh em cho mình mượn để review này rồi. Đó thì không biết này, còn anh em nào có arc có đeo xích không thì mình mượn, mình cảm ơn luôn. Thôi video này mình cũng kết thúc thôi. Có gì là anh em ở video tiếp theo. Anh em thấy hay nhớ like, subscribe và nhớ chia sẻ video. Đồng thời nhớ đăng ký kênh để luôn thông báo nhận được rất từ mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và anh em nhớ tranh thủ ngày mai lên like để xem video có bố bí vẩn nhá. Bye bye, hẹn các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt mọi người, trời mưa to quá nên phải nói to. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Cảm ơn, chúc mọi người xem video vui vẻ. Bye bye.